Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và mỗi dịp Tết Nguyên đán vừa góp phần quan trọng vào việc trồng cây, vừa tạo lan tỏa cho đề án trồng một tỉnh cây xanh. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ mùa xuân năm 1960 đến nay, mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây. Trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước kết quả trong năm 2023 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng của các địa phương thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025, cả nước đã trồng được 260.000 ha rừng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%, công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon, trị giá gần 1.200 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng ngày 15 tháng 2 tức ngày 6 tháng Giêng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn. Các loại cây được lựa chọn để trồng chủ yếu là cây xanh, cây bóng mát, cây lê gỗ như hoa ban Tây Bắc, bàng Đài Loan, Osaka hoa vàng. Đây là hoạt động thường niên được các địa phương tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và là dịp để tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò và tác dụng to lớn của cây xanh đối với môi trường, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, hướng tới cuộc sống con người thân thiện, gần gũi với môi trường thiên nhiên. Lễ phát động Tết trồng cây cũng nhằm tạo sự lan tỏa cho đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ. Bên cạnh những công trình công cộng khang trang, những ngôi nhà cao tầng kiên cố, mỗi khu dân cư, làng xóm hiện nay còn có thêm rất nhiều những con đường, cây xanh, đường hoa rực rỡ trải dài, tạo nên không gian sống văn minh và sạch đẹp. Và có được kết quả đó chính là sự lan tỏa của phong trào phủ xanh các tuyến đường trên toàn tỉnh. Điển hình như dân cư Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, với rực rỡ sắc cờ hoa và không gian xanh mát được tạo bởi hàng trăm cây bông mát như sấu, xà cừ, Osaka ở các tuyến đường. Phong trào phủ xanh các tuyến đường tại xã Hồ Tùng Mậu dù mới được thực hiện từ vài năm trở lại đây nhưng đã mang lại kết quả đáng ghi nhận và thu hút được sự ủng hộ cao của người dân. Bên cạnh đó, có thể kể tới tuyến đường trục chính thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động với không gian sạch sẽ, thoáng mát cùng hàng cây kèn hồng đang đâm chồi nảy lộc, mang theo niềm vui phấn khởi của người dân. Chiều ngày 14 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 16.756 trường hợp vi phạm về tốc độ, 114 trường hợp dương tính với ma túy. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm, phạt tiền 182,4 tỷ đồng. So với cùng thời gian Tết năm ngoái thì số lượng vi phạm tăng hơn 220%, tiền phạt tăng hơn 265%. Riêng về nồng độ cồn, số trường hợp vi phạm tăng hơn 277%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Phước. Chiều ngày 14 tháng 2 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, làm 4 người tử vong. Theo đó, khoảng gần 16 giờ ngày 14 tháng 2, tại km 261 700 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai với hai xe mô tô do các thanh niên và học sinh tuổi đời còn khá trẻ điều khiển đi hướng ngược chiều. Hậu quả, 4 người đi trên hai xe mô tô tử vong tại hiện trường. Hai xe mô tô, một xe ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định hai xe mô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc. Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, chống ùn tắc trên đường cao tốc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1 triệu 600 nghìn đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700 đồng một vé với chiều các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, truyền thông Hàn Quốc cho biết nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Theo hãng tin Yonhap, các bức thư ngoại giao đã được phái đoàn của hai nước bên cạnh Liên Hợp Quốc trao đổi với nhau. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, với bước trao đổi thư chính thức, hai nước nhất trí mở quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Việc thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước được đưa ra phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, đồng thời phù hợp với tinh thần và các quy tắc được thiết lập trong công ước. Về quan hệ ngoại giao. Bộ trên mô tả đây là bước ngoặt quan trọng đối với Hàn Quốc trong nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao của khu vực Mỹ Latin. Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949. Nhưng trao đổi ngoại giao giữa hai bên bị gián đoạn từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Cuba là quốc gia Mỹ Latin duy nhất chưa có quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Chính phủ Đức vừa công bố một loạt các biện pháp mới nhằm chống nạn phân biệt chủng tộc và cực đoan cánh hữu trong bối cảnh tình trạng này đang trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự dân chủ ở Đức. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết, Chính phủ Đức muốn sử dụng tất cả các công cụ pháp quyền để bảo vệ nền dân chủ, triệt phá các mạng lưới cực đoan cánh hữu, cắt nguồn tài chính và tước bỏ vũ khí của mạng lưới này. Bộ trưởng Fischer cũng nhấn mạnh những kế hoạch mới bị tiết lộ gần đây của Đảng Cơ hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, AfD, đã cho thấy mối đe dọa trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết đối với đất nước. Theo đó, các mạng lưới cực đoan cánh hữu với sự tham gia của AfD và các thành viên phong trào bản sắc đang lên kế hoạch trục xuất hàng triệu người dân khỏi nước Đức vì nguồn gốc sắc tộc của họ. Ngoài ra, các đối tượng cực đoan cánh hữu hiện đã thực hiện hơn 20.000 hành vi phạm tội và bạo lực trong những năm gần đây. Theo kế hoạch, Chính phủ Đức sẽ triển khai nhiều biện pháp mới để cắt giảm nguồn tài chính của các nhóm cực đoan cánh hữu bằng cách phối hợp chặt chẽ hơn giữa cảnh sát, cơ quan tình báo và các tổ chức tài chính, cũng như lên kế hoạch thắt chặt quy định sử dụng súng. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Valentine luôn là một sự kiện ngọt ngào với các cặp tình nhân. Chính vì thế mà một sự kiện lớn trong ngày này sẽ luôn đáng nhớ. Và hôm qua thì hàng loạt các cặp đôi ở Mỹ Latin đã trao cho nhau lời hẹn ước để nên duyên vợ chồng trong các đám cưới tập thể ở Venezuela và Mexico. Đám cưới tập thể ở thủ đô Caracas của Venezuela diễn ra ngay tại một quảng trường. Hàng trăm cặp đôi đã trao nhẫn cho nhau cùng những chiếc hôn nồng thắm. Còn tại thủ đô Mexico City của Mexico, 210 cặp đôi đã cùng tuyên bố tình yêu của họ trước chính quyền thành phố và cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào trong tiếng nhạc địa phương kéo dài suốt đêm. Đám cưới tập thể ngày càng trở nên phổ biến ở khu vực Mỹ Latin khi được sự hỗ trợ tài chính của chính phủ trong bối cảnh lạm phát gia tăng tại nhiều nước. Cũng giống như người Việt Nam, lễ chùa đầu năm là một trong những nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân Hồng Kông Trung Quốc. Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông có nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng. Và trong những ngày đầu xuân mới như thế này, nhiều người dân và du khách đến lễ để cầu an, cầu tài, cầu lộc và cầu may mắn cho gia đình và người thân. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người dân và du khách đã đến cầu phúc tại đền Che Khung ở Sa Thin thuộc khu Tân Giới. Đây là công trình lịch sử cấp 2 ở Hồng Kông với nhiều bức phù điêu tinh xảo. Tượng Sa Công uy nghiêm là địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua trong mọi dịp Tết. Món quà cối xay gió tại đền cũng mang ý nghĩa phong thủy tài lộc, vận may hội tụ, buôn may bán đất. Một địa điểm khác cũng thu hút đông đảo du khách đó là kệ ước nguyện ở khu Tân Giới. Người dân và du khách sau khi viết ước nguyện sẽ gắn vào quả cam, đính điều ước lên và thành tâm bày tỏ lòng kính trọng một cây, sau đó ném chúng lên cành cây. Nếu không rơi xuống, có nghĩa là điều ước sẽ được thực hiện. Dù ở bất cứ đâu, thì dịp đầu xuân năm mới,
ai ai cũng mong muốn có thật nhiều điều may mắn, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.